Xin chào các bạn. Xin giới thiệu các bạn, đây là cái cốc nước. Cốc nước này ý tôi sẽ nói là cốc nước gì. Nhưng mà cốc nước này có cái tác dụng rất tốt trong cái việc là giải độc rượu. Bây giờ cái video này tôi up lên là thời điểm này là gần chuẩn bị Tết âm lịch 2017 thôi. Nên là vào những thời điểm này thì người dân mình sử dụng cái lượng rượu rất là nhiều. Đấy, chính vì vậy cho nên là khả năng mà say rượu với khó chịu về rượu sẽ nhiều người bị. Thì chuẩn bị cho cái Tết Nguyên Đán này thì tôi xin đưa ra cách giải rượu rất là tốt. Đó là tôi xin mách các bạn có thể dùng một là các bạn quả cam quýt này chẳng hạn. Hai là các bạn có thể dùng bột sắn dây. Bột sắn dây thì các bạn có thể uống sống, pha sống hoặc là uống chín khi đun lên. Nhưng mà say rượu thì chỉ có uống sống thôi. Nhưng mà cái cách này thì thưa các bạn là tôi cũng đã thử rồi. Tôi cũng thấy là cái hiệu quả nó rất là thấp. Và chỉ là khi hơi say rượu thì ta dùng cái bột sắn dây rất là tốt. Nhưng mà đã say rồi mà uống bột sắn dây thì ta dùng nhiều người thì mách là uống chanh muối. Tôi đã thử chanh muối rồi nhưng mà cũng được. Nhưng mà đấy thì lại khác là những lúc người bình thường thôi. Giải độc rượu thì tôi chỉ có hai cách để xin mách các bạn. Đó là một cái này, các bạn biết cái lá rong của gói bánh trưng ấy, nó có cái cuộn của cái cây lá bánh rong của gói bánh trưng đấy, các bạn lấy cái cuộn đấy nha. Lấy cái cuộn đấy các bạn giã ra hoặc là các bạn cho xoa, các bạn đun nước lên đấy, các bạn uống đấy thì nó hơi khó uống. Cái thứ hai nữa là cái mà đang trên màn hình của các bạn đây này, cốc nước này cỡ khoảng trên 250 ml. Tôi đã một lần đã gần say rượu, nói chung là rất là khó chịu. Tôi đã sử dụng loại này rồi và dùng đến vài lần rồi và thấy ở trên lớp thơ là các mẹ cũng nói là tầm tê gạo. Đây chính công thức tầm gạo này. Đây là tầm gạo đây các bạn nhé, đây là tầm gạo rừng của tôi đây này. Đấy, đun nước này nó được cái màu nước như thế này này các bạn nhé. Các bạn dùng một ấm, các bạn pha khoảng 1 lít nước là các bạn dùng 30 gram này nhá, 30 gram này, một lòng bàn tay tôi 30 gram tầm gạo này. Đấy, 30 gram tầm gạo nhá. Các bạn cho vào 1 lít nước hoặc 1 lít rưỡi được. Các bạn dùng ca các bạn đau rồi nhá. Còn cốc đây này, 250 này, 4 lít cốc này thôi. Đấy, nấu rồi đặc đặc vào, nó có tác dụng. Đấy, các bạn nấu thì cho khoảng tầm sao nào khoảng 6 cốc thì nấu còn khoảng 4 cốc. Đấy, nữa cho 1,5 lít nước, nấu khoảng 1 lít nước với khoảng 30 gram tầm mùi gạo chuẩn nhá. Thì các bạn nấu lên, đấy, đun sôi trong vòng khoảng 15 phút đấy là nó cạn mất khoảng 2 cốc các bạn nhá, đun nhỏ lửa thôi. Tuyệt đối là cái tầm mùi gạo này này các bạn đừng rang lên nhá, tôi phơi khô rồi đấy, tầm rượu rừng đấy. Khi say rượu rất khó chịu về rượu, các bạn uống này, uống 1 lít nước, nói vậy 4 cốc, thì các bạn sẽ có cảm nhận nhá. Và nhiều người uống này rồi nhưng mà trên video tôi thấy rất ít. Thì hôm nay tôi sẽ đưa cái video lên là cách giải rượu cho ngày Tết. Các bạn xem và dùng thử xem sản phẩm tôi nói như thế nào nha. Nếu mà tốt thì các bạn ủng hộ tôi nha, mua tầm gửi gạo để liên hệ với tôi qua số điện thoại là đang hiện trên màn hình đấy, 0972340345 nha. Còn các bạn hãy muốn xem các video các bài thuốc khác của tôi thì đăng ký kênh của tôi, có những video mới nhất thì các bạn sẽ nhận được, các bạn sẽ đón xem nha. Các bạn có thắc mắc gì hoặc những bài thuốc liên hệ với tôi hoặc
dưới video nhé.